Chào các bạn, hầu hết trong chúng ta, ai cũng biết đến một phần lịch sử đen tối của thế giới là cuộc thảm sát của nước Đức với dân tộc Do Thái. Cuốn sách Chú bé mang pyjama sọc chính là tác phẩm cho thấy điều đó. Tác giả của quyển sách là John Boyle, ông sinh ngày 30 tháng 4 năm 1971, mang quốc tịch Cộng hòa Ireland. John là một tiểu thuyết gia tài năng với vô số các giải thưởng, tiêu biểu là Bristol Book of the Year. Một số các tác phẩm khác của John có thể kể đến là The Host Invisible Forest, The Boy at the Top of the Mountain và nổi bật là Chú bé mang pyjama sọc. Kế tiếp là đôi nét về cuốn sách. Chú bé mang pyjama sọc xuất bản vào năm 2018 bởi nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Nó có bìa mềm với 253 trang. Quyển sách thuộc thể loại thiếu nhi, lịch sử, bi hài kịch. Đặc biệt hơn, cuốn sách đã được chuyển thể thành phim và được sự ủng hộ của khán giả. Đó là một sự tình cờ. Mình bắt gặp quyển sách này trong thư viện. Nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của mình bởi tiêu đề đặc biệt. Mình tự hỏi, pyjama có họa tiết kẻ sọc trong đây không phải là nhắc đến bộ quần áo của tù nhân đúng không? Nếu thế, tại sao một đứa trẻ lại phải mặc nó chứ? Đó cũng chính là lý do mà mình quyết định lựa chọn nó cho dự án lần này. Chú bé mang pyjama sọc là một cuốn sách khá đặc biệt đối với mình bởi vì trước đây mình đã đọc vô số những cuốn sách liên quan đến việc người Đức đã tàn nhẫn với người Do Thái như thế nào, nhưng hiếm có tác phẩm nào kể về nó dưới góc độ của một đứa trẻ. Câu chuyện bắt đầu khi Bruno, cậu bé có bố là một sĩ quan Đức có địa vị, phải chuyển đến nơi khác. Tại nơi ở mới, cậu cảm thấy nhớ bạn bè, ông bà nên bằng bản tính hiếu kỳ của mình, cho một lần bị cấm ra sau nhà và khám phá xung quanh, Bruno đã lẻn ra ngoài. Cậu gặp được một đứa trẻ khác bằng tuổi mình là Smell. Trái với Bruno, Smell có thân hình gầy gò, xanh xao, mặc bộ quần áo kẻ sọc. Hai đứa trẻ đang nhanh chóng trở thành bạn thân. Ngày nọ, Bruno gặp Smell mặc bộ pyjama sọc mà Bruno đã luôn miệng nhắc nhở người bạn đem đến và chui vào bên trong hàng rào để giúp Smell tìm cha của cậu, người mà đã mất tích trong trại. Nhưng chúng không thể tìm được ông. Hơn thế, cả hai bị buộc đi theo một nhóm người. Không ai trong số hai đứa trẻ biết chúng đang đi đâu. Họ bị đưa vào một phòng khuê ngả sau đó, mà Bruno nghĩ rằng chúng sẽ đợi ở đó đến khi hết mưa. Tác giả kết thúc câu chuyện với việc Bruno đã nghi ngợi, cân nhắc nhưng không sợ hãi trong bóng tối nắm lấy tay Smell. Mặc cho sự hỗn loạn sau đó, Bruno vẫn nắm tay Smell và không điều gì trên đời có thể thuyết phục cậu bé rời ra được. Khi đọc đến đoạn cuối, mình đã nổi da gà và hết sức đau buồn. Cứ tưởng tình bạn của hai đứa trẻ ngây thơ sẽ cứ thế phát triển dần theo năm tháng cho tới tận ngày người Do Thái không còn phải chịu sự áp bức của Đức. Hình ảnh Bruno và Smell dù đều là trẻ con, đều bằng tuổi nhau, nhưng hai số phận của chúng lại khác biệt quá. Mỗi người ngồi ở một bên của hàng rào. Cái hàng rào gai này như là ranh giới của chiến tranh, dẫn đến việc tách biệt hai đứa trẻ ngây thơ, vô tội. Chúng lẽ ra phải được khỏe mạnh, vui vẻ, chơi đùa với nhau, nhưng nay số phận của họ mỗi người một nơi. Đến cuối chuyện, cái nắm tay của Bruno và Smell khiến mình cảm thấy vô cùng xúc động. Mình cảm thấy tình bạn của hai đứa trẻ này tuyệt đẹp biết bao. Nó không chỉ hàm ý về một tình bạn mà hơn cả thế là khát khao hòa bình. Tại vì sao những hành động tàn ác của người lớn, chiến tranh bùng nổ lại ảnh hưởng đến những đứa trẻ cơ chứ? Qua đó, chú bé mang pyjama sọc đã lên án nạn phân biệt chủng tộc, tàn sát người Do Thái và cũng chỉ ra những mất mát của chiến tranh. Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cao tình bạn trong sáng của trẻ thơ. Dù có hoàn cảnh khác biệt đến đâu, tình cảm yêu thương, quý mến lẫn nhau của những đứa trẻ vẫn thật đẹp làm sao. Vậy nên, ta cần biết trân trọng tình bạn cũng như hãy cùng nhau chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, nơi mà mọi đứa trẻ đều được chung sống hạnh phúc. Tuy chiến tranh đã qua đi, nhưng le lỏi ở đâu đó vẫn có những hàng rào gai sắt. Vậy,
ta có thể làm gì để dỡ bỏ hoàn toàn chúng? Tuyên truyền chính là một trong những cách dễ dàng mà ai cũng làm được. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, thông tin lan truyền nhanh chóng, nên hành động tuyên truyền đến mọi người sẽ cực kỳ hiệu quả, giúp nâng cao nhận thức của tất cả chúng ta. Không những thế, việc giáo dục trẻ em sẽ tạo ra tương lai tốt đẹp hơn, bởi ai cho chúng ta cũng hiểu được rằng giáo dục chính là một trong những nền tảng giúp hình thành nhân cách và đạo đức của mỗi đứa trẻ trong tương lai. Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về cuốn sách, nhưng cá nhân mình vẫn đánh giá rất cao nó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.